Hôm trước em có quay cái cục Kenwood có mã là SH3MD đấy, thì rất nhiều bác khách cứ hỏi là chạy được không rồi kia. Nhưng mà em nói rồi, những cái cục này thì nhà em thử chạy hết rồi thì em mới quay cho mọi người nhá. Thì hôm nay em test nhạc lên để các bác yên tâm này. Đấy, hình thước của cục đây. Đấy, thành vách này, góc cạnh này. Ở đây thì em đang kết nối trực tiếp loa, có cả cổng để kết nối anten để nghe đài FM em đây mọi người, đúng không ạ? Đây cổng điện thoại đây nhá. Đấy, nói chung là về các chức năng cơ bản thì những cái cục công suất này nó vẫn đảm bảo hết cho mọi người. Đấy, SH3MD của Kenwood sử dụng điện 100V, công suất của cục là 55W nha các bác nhá. Đấy, đấy là công suất của cái cục công. Đấy, cái này thì sử dụng đơn giản rồi, các bác chỉ ở đây bao gồm nút nguồn cho em, các chế độ chuyển đổi cổng này, AUX này. Đấy, menu này, MD thì mọi người sẽ bấm vào đây, CD thì ấn mở đây. Đấy, test. Nói chung là sử dụng đơn giản rồi. À đây, nhưng chưa em nói cho mọi người là cái cổng tép đấy, các bác thấy không? Đấy, đây, đây là nguyên một cái màn hình của nó nhé. Và khi mọi người ấn tép thì nó sẽ đưa nguyên cả cái màn hình của mình ra như thế này. Đây mọi người nhìn này. Đấy, mọi người thấy không? Đây. Đấy, nó đưa ra đưa vào nhìn rất là độc đáo đúng không ạ? Đấy, như ở đây thì em sẽ chỉ bao cho mọi người về phần công suất là nghe nhạc qua điện thoại, tức là tiếng ra hai loa và nghe nhạc qua điện thoại thôi nhé, bằng cái cổng AUX này. Đấy, mọi người chỉ ấn vào đây và mở volume to. Em thì đang kết nối với điện thoại đây rồi. Những ký ức anh và em, tìm em trong cơn mưa, anh thẫn thờ lần theo những dấu vết đánh rơi, tưởng như rất gần mà ngờ đâu đã rất xa, vụt mất theo cơn mưa ngày qua, tưởng như rất lạ mà ngờ đâu sao quá quen. Là lúc em ngang đời ta chiều cuối con đường, mình nhìn ngắm hoàng hôn ẩn sâu trong tiếng tin ta hết rơi, chờ mới ngày nay một cảm giác quá lạ thường, cảm giác cho anh nhận ra lần theo những dấu vết đánh rơi, tưởng như rơi
Đấy, với chất âm như thế này mà nói ra cái cục công suất này có 490.000 thì có tin được không hả các bác? Không ạ, nghe nó cứ như kiểu ở đâu ấy. Nên thực ra thì cái cục này chỉ có 490.000 thôi nhá, các anh nhá. Đấy, mà chất lượng âm thanh của mình ra thì so với cả những cái tầm giá mà cao tiền hơn thì đúng thật là không kém cạnh gì, đúng không ạ? Đấy, với cái cục công suất Kenwood SH3MD này, bác nào mà lấy hàng thì báo em nhé. Số điện thoại bên em là 0966 594581, địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người tại video tiếp theo nhé.